Xin chào mọi người, hiện tại mình đang có mặt tại kiệt 91 cầu Chiến Lăng, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng mọi người nha. Sau đây mình xin giới thiệu tất cả mọi người được biết là hiện tại mình bán căn nhà kiệt ô tô đảo luôn mọi người nhé, ô tô đảo thức nhà cầu Chiến Lăng, nhà 2 tầng 3 phòng ngủ mọi người nhé. Đây mình sẽ quay sơ cái kiệt cho mọi người xem, khu vực cực kỳ an ninh mọi người nha. Vào bên trong thì hiện tại thì diện tích nhà là 71 m², hướng tây bắc, nhà 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp, 2 bếp C. Đây, đặc biệt nữa là có phòng ngủ dưới luôn mọi người nha, thuận tiện cho việc trẻ nhỏ hoặc người già ở thì càng tốt. Khu vực cực kỳ an ninh. Diện tích đất thì 71 m² mọi người nha. Cái gì? Đây là phòng bếp. Phòng bếp mọi người đó. Phía sau này là phòng ngủ này. Có giếng trời nữa. Lá ánh sáng cực tốt mọi người nha. Kiệt là kiệt 91 cầu Chính Lan, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, gần chợ luôn, gần chợ, gần trường luôn. Đây, lên tầng 2 thì tầng 2 thì có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 WC. Đây, theo mọi người theo trong mình lên tầng 2 nhé. Đây là phòng khách này, và đây là phòng ngủ, bên trong đây là phòng ngủ. Mọi người muốn xem nhà thì cứ liên hệ được tiếp số điện thoại đây màn hình mọi người nhé, 0707744237. Nhà 2 tầng kiệt ô tô cù Chính Lan, ô tô đạo trước nhà luôn mọi người nhé. Diện tích là 71 m², vuông vức, sổ đẹp. Đặc điểm là vị trí là nhà là thuận tiện gần chợ, gần trường, đặc biệt là gần sân bay, thuận tiện cho các hoạt động đi lại mọi người nhé. Đây, khu dân cư an ninh. Mọi người xem nhà thì cứ liên hệ qua số điện thoại trái của mình nhé, hoặc số Zalo là 0707744237. Xin chào mọi người.